Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Một bức tranh khảm Byzantine đáng chú ý được phát hiện ở Gaza. Các giám mục ở Bỉ thách thức Vatican công bố nghi thức chúc lành cho các kết hiệp đồng tính. Đức ông Charles Pope, hãy cẩn thận, dâm ô dẫn chúng ta đến cái chết khốn nạn đời đời. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Một bức tranh khảm Byzantine đáng chú ý được phát hiện ở Gaza. Tạp chí Terre Sainte hay Thánh Địa đưa tin khi đang đào trong vườn ô lô của mình, một nông dân ở Gaza đã phát hiện ra một bức tranh quan trọng. Dưới lớp đất thuộc về một trại tị nạn, người nông dân bắt gặp một bức tranh thạc khảm Byzantine sau khi khai quật, hóa ra có kích thước khổng lồ gần 30 mét vuông. Các mảnh ghép của tác phẩm nghệ thuật tạo thành một bàn cờ gồm các khung hình có nhiều động vật được thể hiện, chẳng hạn như hồng hạc, thỏ, cá heo, chó hoặc dê. Những hình ảnh này sau đó được bao quanh bởi các họa tiết hoa văn. Chuyên gia đầu tiên được tư vấn đã nói rằng đó là một khám phá đặc biệt vì phẩm chất của tác phẩm cũng như trạng thái bảo quản hoàn hảo của nó. Sau phát hiện này, một nhà khảo cổ học từ Trường Kinh Thánh và Khảo cổ học Jerusalem của Pháp cảnh báo về những rủi ro đè nặng lên bức tranh khảm, bao gồm nạn cướp bóc là điều thường xuyên xảy ra trong khu vực. Ông cũng cảnh báo về các áp lực xuất phát từ việc buôn bán bất động sản, thường xuyên hy sinh di tích khảo cổ học để lấy không gian cho các tòa nhà. Nhà khảo cổ học kêu gọi cứu các tác phẩm nghệ thuật và giúp chính phủ Palestine khai quật các di sản độc đáo này. Trong một diễn biến khác liên quan đến Thánh Địa Jerusalem, Do Thái đã chính thức công nhận Đức Hồng Y Johannes de Jong là người công chính giữa các dân nước. Đức Hồng Y đã đóng góp một vai trò trung tâm trong cuộc kháng chiến của giáo hội đối với chế độ Đức Quốc xã ở Hà Lan và tố cáo cuộc đàn áp người Do Thái. Các giám mục ở Bỉ thách thức Vatican công bố nghi thức chúc lành cho các kết hiệp đồng tính. Trong một cử chỉ công khai thách thức Vatican hôm thứ Ba, các giám mục Công giáo ở Bỉ đã thông báo về việc áp dụng các nghi thức chúc lành cho các cặp đồng tính trong giáo phận của họ. Họ cũng công bố cái gọi là nghi thức phụng vụ cho việc chúc lành các kết hiệp đồng tính luyến ái. The Netherlands Dagblad nhận định, làm như vậy, họ đang chống lại Vatican và nhận xét cay đắng rằng, thay vì rửa tội cho thế gian, các hồng y và giám mục này đang giơ đầu cho thế gian rửa tội cho họ. Vào tháng 3 năm 2021, Vatican đã công bố chính thức bằng văn bản để làm rõ rằng giáo hội Công giáo không có quyền chúc lành phục vụ cho các kết hiệp đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, dựa trên lập luận của họ về tông huấn Amoris Laetitia, hồng y Joseph de Cesi của Michelin Brussels và các giám mục khác vào ngày 20 tháng 9 đã xuất bản một tài liệu có tiêu đề gần gũi về mặt mục vụ với những người đồng tính vì một giáo hội chào đón không loại trừ một ai. Ấn phẩm của các giám mục bao gồm một nghi thức phụng vụ được đề xuất cho các chúc lành đồng giới, bao gồm lời cầu nguyện, đọc kinh thánh và các phần trong đó các cặp đồng tính có thể bày tỏ trước mặt Thiên Chúa cách họ cam kết với nhau. Các giám mục của vùng nói tiếng Flemish của Bỉ cũng thông báo rằng mỗi giáo phận sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm, phản ứng cụ thể và đáp ứng mong muốn quan tâm rõ ràng đến tình trạng của những người đồng tính luyến ái, cha mẹ và gia đình của họ trong việc thực hiện chính sách này. Đức Thánh Cha Francisco cũng bày tỏ rõ ràng điều này trong tông huấn Amoris Laetitia vào tháng 4 năm 2016 của Ngài về việc chăm sóc mục vụ các gia đình. Bộ Giáo lý Đức tin gọi tắt là CDF đã công bố Responsum ad dubium, nghĩa là bản phúc đáp cho một hồ nghi, vào ngày 15 tháng 3, với sự chấp thuận
của Đức Thánh Cha Francisco trả lời câu hỏi: Giáo hội có quyền chúc lành cho sự kết hiệp của những người cùng giới tính không? CDF đã trả lời: Không. Và phác thảo lý do trả lời không trong một ghi chú giải thích và đính kèm một bài bình luận. Đức Hồng Y Rooney từng là tổng đại diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16 tại Roma từ năm 1991 đến năm 2008 và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý trong 16 năm. Ngài nói rằng mọi người chắc chắn có thể được chúc phúc để họ được hoán cải, chứ không phải là để tán thành tội lỗi của họ. Chính Thiên Chúa ban phước cho người tội lỗi để người ấy được hoán cải bởi Ngài, nhưng Ngài không thể chúc lành cho tội lỗi. Tôi muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của lập trường này. Đó không đơn thuần là một vấn đề giáo hội đã quyết định không làm, mà là điều mà giáo hội không thể làm. Không ai trong giáo hội có thẩm quyền làm như thế. Giáo huấn của giáo hội về đồng tính luyến ái. Giáo huấn Công giáo về đồng tính luyến ái được tóm tắt trong các phần 2357, 2358 và 2359 của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Giáo hội dạy rằng những người đồng tình luyến ái phải được chấp nhận với sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự tế nhị, cần tránh mọi dấu hiệu phân biệt đối xử bất công đối với họ. Tuy nhiên, khoản 2357 sách giáo lý Công giáo viết: Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay nữ cảm thấy bị lôi cuốn tính dục với người đồng phái nhiều hơn với người khác phái. Đồng tính luyến ái xuất hiện trong nhiều thời đại và văn hóa với nhiều hình thức khác nhau. Cho đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tâm thần của hiện tượng này, căn cứ vào Kinh Thánh vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng. Sách Sáng Thế chương 19 câu 1 đến 29, Roma chương 1 câu 24 đến 27, Thư Corinto thứ nhất chương 1 câu 10, Thư gửi Timothy thứ nhất chương 1 câu 10. Truyền thống Hội Thánh luôn tuyên bố các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên và loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục, cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Đức ông Charles Pope: Hãy cẩn thận, dâm ô dẫn chúng ta đến cái chết khốn nạn đời đời. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã đưa tin, trong một cử chỉ công khai thách thức Vatican, hôm thứ Ba 20 tháng 9, Hồng y Joseph de Guizot của Mechelen Brussels và các giám mục khác đã xuất bản một tài liệu có tiêu đề Gần gũi về mặt mục vụ với những người đồng tính, vì một giáo hội chào đón không loại trừ một ai. Trong đó, họ đã thông báo về việc áp dụng các nghi thức chúc lành cho các cặp đồng tính trong giáo phận của họ. Họ cũng công bố cái gọi là nghi thức phụng vụ cho việc chúc lành các kết hiệp đồng tính luyến ái. Tờ Nederlands Dagblad nhận định, làm như vậy, họ đang chống lại Vatican và nhận xét cay đắng rằng, thay vì rửa tội cho thế gian, các hồng y và giám mục này đang giơ đầu cho thế gian rửa tội cho họ. Đức ông Charles Pope là giáo sư kinh thánh đang giảng dạy tại các chủng viện ở Tổng giáo phận Washington DC và phụ trách một lớp kinh thánh tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ngài cũng là niên trưởng linh mục đoàn của Tổng giáo phận Washington. Ngài đã có bài viết sau trên tờ National Catholic Register với nhan đề Do not be deceived. Christ forbids homosexual acts, and the church cannot teach otherwise. Nghĩa là, đừng để bị lừa. Chúa Kitô cấm các hành vi đồng tính luyến ái, và giáo hội không thể dạy ngược lại, nhằm đưa ra các dẫn chứng kinh thánh bảo vệ các giáo huấn của giáo hội liên quan đến vấn đề các hành vi đồng tính luyến ái. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Căn cứ vào kinh thánh vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng, truyền thống hội thánh luôn tuyên bố các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục,
cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này là không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Cuộc cách mạng tình dục đang từng bước tiến sâu vào một sự hoang mang ngày càng sâu sắc, khiến nhiều người Công giáo và những Kitô hữu khác bị bối rối. Nhưng không thể lầm lạc, và cũng không ai, dù là giáo dân hay giáo sĩ, được phép bất đồng chính kiến đối với các giáo huấn của giáo hội về tính dục con người. Cả Kinh Thánh và giáo lý của giáo hội đều rất rõ ràng rằng tất cả các hình thức kết hợp tình dục bất chính, dù là ngoại tình, tà dâm hay các hành vi đồng tính luyến ái, đều là tội lỗi và không thể được chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào. Một số người Công giáo chính thức bất đồng chính kiến với giáo hội vì nhận thức và thái độ cố ý bác bỏ giáo huấn của giáo hội của họ. Nhưng số người như thế không nhiều bằng những người bất đồng chính kiến với giáo hội vì sự lầm lạc gây ra bởi một nền văn hóa ồn ào và một bục giảng câm nín. Đặc biệt đáng trách là bất kỳ phó tế, linh mục hoặc giám mục nào gieo rắc lầm lạc bằng những tuyên bố trực tiếp hay cố ý nói mơ hồ hoặc đưa ra những chính sách sai lầm, quảng bá lòng thương xót, mà không đề cập gì đến sự ăn năn cần thiết. Chăm sóc cho mọi người tội lỗi là công việc liên tục của giáo hội. Tất cả những người tội lỗi đều đáng được yêu thương và chăm sóc mục vụ cẩn thận với một niềm tôn trọng. Nhưng những gì Thiên Chúa đã mặc khải là tội lỗi, mà dám gọi là tốt hay cho rằng đó chỉ là chuyện thường tình, dù bằng lời nói trực tiếp hay bằng sự ngụy biện, đều không phải là chăm sóc mục vụ, nhưng là một lỗi nặng. Tất cả chúng ta, giáo sĩ và giáo dân, đều được kêu gọi trở thành tiên tri của Thiên Chúa, truyền bá giáo huấn của Ngài, và chúng ta phải nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải giải trình với Ngài. Trước đây tôi đã viết về nhiều khía cạnh lầm lẫn khác nhau liên quan đến tính dục trong nền văn hóa của chúng ta. Ví dụ như tà dâm, ngoại tình, tránh thai, chuyển giới, cuộc chiến chống lại dục vọng, hôn nhân, ly hôn và rước lễ, và các nạn nhân của cuộc cách mạng tình dục. Trong bài này, tôi đặc biệt tập trung vào giáo huấn của Thiên Chúa liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái. Đáng buồn thay, trong những tháng gần đây, một số giáo sĩ đã truyền bá những quan niệm phiến diện và đôi khi sai lầm nghiêm trọng rằng những hành vi đó có thể được chấp nhận. Chúng không thể được chấp nhận. Do đó, một lần nữa, tôi cảm thấy bị bắt buộc phải giảng dạy về vấn đề này, xác nhận lại Kinh Thánh và giáo lý của giáo hội. Kinh Thánh rất rõ ràng khi mô tả một cách rõ ràng và dứt khoát hoạt động đồng tính luyến ái như một tội lỗi nghiêm trọng và một sự rối loạn luân lý. Một số người cố gắng giải thích lại Kinh Thánh để nói khác đi. Nhẹ nhất, tôi phải nói rằng các cố gắng ấy là hoang đường. Họ thường đưa ra những lý thuyết bẻ cong luận lý và đưa ra những quan điểm lịch sử lừa đảo để loại bỏ chính ý nghĩa rất đơn giản của các văn bản. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài đoạn Kinh Thánh này. Nhưng trước khi thực hiện điều này, tôi muốn mô tả bối cảnh của bài suy tư này và làm rõ hai điều rất quan trọng. Bối cảnh. Những suy tư của tôi hướng đến những Kitô hữu đồng đạo. Do đó tôi sử dụng Kinh Thánh làm điểm xuất phát chính, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ niềm tin vào vị thế chuẩn mực và thẩm quyền của lời Chúa. Trong các bối cảnh khác, chẳng hạn khi đề cập đến thế giới thế tục, các lập luận dựa trên luật tự nhiên sẽ phù hợp hơn. Nhưng trong bài viết này, Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội là nền tảng. Người Công giáo, những người nên chấp nhận rằng Kinh Thánh được Thiên Chúa soi sáng và giảng dạy không chút sai lầm về đức tin và đạo đức, phải có sự hiểu biết rõ ràng về Kinh Thánh. Nếu không, chúng ta lại sa vào sự lầm lạc đang lan rộng trên thế giới. Minh xác thứ nhất, hoạt động tình dục đồng giới phải bị lên án. Nhưng chúng ta không lên án những người có khuynh hướng tình dục đồng giới. Một số cá nhân bị thu hút bởi các thành viên cùng giới tính.
tại sao điều này lại xảy ra, hoặc nó xảy ra như thế nào vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Nhưng dù sao, thì đó cũng là một cuộc đấu tranh trong nội tâm đối với một số người. Bởi vì xu hướng tình dục thường không phải là vấn đề được lựa chọn trực tiếp, hoặc thậm chí là được kiểm soát ngay lập tức. Bản thân nó không phải là đối tượng bị lên án về mặt đạo đức. Bị cám dỗ phạm tội không làm cho người ta trở nên tội lỗi hay xấu xa. Họ thậm chí không có tội vì cơn cám dỗ đó. Đúng hơn, chính sự đầu hàng cơn cám dỗ mới là điều khiến người ta trở thành kẻ tội lỗi. Nhiều người đồng tính luyến ái sống trong sạch. Dù bị cám dỗ thực hiện các hành vi quan hệ tình dục đồng giới, nhưng họ không làm như vậy. Đây là điều can đảm, thánh thiện và đáng khen. Tuy nhiên, đáng buồn thay, những người khác bị thu hút đồng giới không chỉ phạm tội hoạt động tình dục đồng giới, mà còn công khai phô trương nó và bác bỏ các văn bản kinh thánh rõ ràng ngăn cấm điều đó. Chúng ta chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Tuy nhiên, phải phân biệt giữa xu hướng tình dục đồng giới và hoạt động tình dục đồng giới. Minh sát thứ hai, chúng ta không nên xem hoạt động tình dục đồng giới như thể đó là tội lỗi tình dục duy nhất bị Thiên Chúa lên án. Những người dị tính luyến ái cũng được mời gọi sống thuần khiết trong tình dục. Kinh Thánh lên án hoạt động đồng tính luyến ái, và chính Kinh Thánh cũng lên án một cách rõ ràng những hành vi ngoại tình và tà dâm. Kinh Thánh mô tả đây là những tội lỗi nghiêm trọng, có thể loại trừ con người khỏi dân Chúa và nước trời. Đáng buồn thay, ngày nay nhiều người đang sống trong tình trạng công khai vi phạm giáo huấn của Kinh Thánh. Nhiều người tham gia vào các quan hệ tình dục trước hôn nhân và nói rằng điều đó là ok, vì ai cũng làm thế mà. Điều này giống như hoạt động đồng tính luyến ái, là tội lỗi và cần được ăn năn ngay lập tức. Do đó, hoạt động tình dục đồng giới không phải là tội lỗi duy nhất Kinh Thánh và các Kitô hữu chỉ ra. Mỗi con người, không có ngoại lệ, dù dị tính hay đồng tính luyến ái, đều được mời gọi đến với sự thuần khiết về tình dục, sống khiết tịnh và tự chủ. Mọi sự vi phạm điều này đều là một tội lỗi. Nói một cách tích cực hơn, mệnh lệnh của Thiên Chúa về sự khiết tịnh có nghĩa là với ân sủng của Thiên Chúa, mọi người đều có thể thuần khiết về tình dục. Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta để có thể thi hành những lệnh truyền của Ngài. Với bối cảnh và những minh định này trong trí, giờ đây chúng ta có thể hướng sự chú ý của mình sang lời dạy trong Kinh Thánh về đồng tính luyến ái. Như đã trình bày ở trên, Kinh Thánh lên án rõ ràng và mạnh mẽ các hành vi đồng tính luyến ái. Ví dụ, ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với đàn bà. Đó là điều ghê tởm. Sách Lê-vi, chương 18, câu 22. Người đàn ông nào nằm với một người đàn ông khác như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê tởm. Sách Lê-vi, chương 20, câu 13. Tương tự như vậy, câu chuyện về sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, trong số những thứ khác, miêu tả tội lỗi hoạt động đồng tính luyến ái. Quá dài dòng để sao chép lại toàn bộ ở đây, nhưng anh chị em có thể đọc trong chương thứ 19 sách Sáng Thế Ký. Một số người đã cố truyền bá một cách lầm lạc rằng câu chuyện của Sodom và Gomorrah chỉ là câu chuyện về lòng tốt. Và tôi đã viết về chủ đề đó ở đây. Như là cơ sở Kinh Thánh trong việc cấm các hành vi đồng tính luyến ái. Từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ qua những công trình của người.
Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Roma chương 1 câu 18-29. Nào anh em, chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Cô-rinh-tô chương 6 câu 9-10. Chúng ta biết rằng lề luật là tốt nếu người ta sử dụng cho đúng cách. Thật vậy, lề luật có đó không phải cho người công chính mà là cho hạng người sống ngoài lề luật và bất phục tùng, vô luân và tội lỗi, phạm thánh phạm thượng, giết cha giết mẹ, sát nhân, dâm dật, kê gian, buôn người, nói dối, bội thề và những kẻ sống ngược với giáo lý lành mạnh. Đó là giáo lý phù hợp với tin mừng đã được giao phó cho tôi. Tin mừng về vinh quang của Thiên Chúa Chí Tôn. Timôthi chương 1, câu 8-11. Anh chị em hãy lưu ý rằng, trong những văn bản này, hoạt động tình dục đồng giới hay còn gọi là kê gian, được liệt kê là một trong số các tội phạm tình dục khác. Nó không phải là tội lỗi tình dục duy nhất. Vậy thì đây là điều Kinh Thánh dạy. Hoạt động tình dục đồng giới là tội lỗi, cũng như các tội lỗi tình dục khác như tà dâm và ngoại tình. Đúng là không có nhiều văn bản nói về hoạt động đồng tính luyến ái, nhưng bất cứ khi nào đề cập đến các hành vi đồng tính, thì các hành vi này đều bị lên án rõ ràng và không khoan nhượng. Hơn nữa, sự kết án này xảy ra ở mọi giai đoạn của mặc khải trong Kinh Thánh, từ đầu đến cuối. Một số người nói rằng Chúa Giê-xu chưa từng đề cập đến đồng tính luyến ái. Vâng, Ngài cũng chưa từng đề cập đến hiếp dâm, loạn luân hay lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Nhưng sự im lặng của Ngài trong những vấn đề này chắc chắn không phải là một sự tán thành. Hơn nữa, Chúa Giê-xu nói rằng ai nghe các môn đệ của Ngài thì nghe Ngài. Xin xem Luca chương 10 câu 16. Và các thư chung của các tông đồ đề cập rõ ràng đến các hành vi đồng tính luyến ái và lên án chúng cùng với tà dâm, ngoại tình và tất cả những gì là ô uế tình dục. Đáng buồn thay, ngày nay nhiều người đã bỏ qua một bên những giáo huấn này về hoạt động đồng tính luyến ái. Họ không chỉ tuyên bố rằng điều đó không phải là tội lỗi, mà họ còn cử mừng và chúc phúc cho nó, như thể đó là một điều tốt đẹp. Những người ngoại đạo làm điều này đã là tồi tệ lắm rồi. Nhưng thật là quá bi thảm hơn bội phận khi những người tự xưng mình là công giáo và là Kitô hữu mà lại làm ra những điều như vậy. Anh chị em đừng để bị lừa. Những kẻ nào tán thành hành vi đồng tính luyến ái hoặc bất kỳ hành vi tình dục bất hợp pháp nào đang bỏ qua lời Đức Chúa Trời, hoặc đang diễn giải lại lời Chúa cho phù hợp với chương trình nghị sự của họ. Thánh Vịnh 2, câu 1, than thở. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Chúa Giê-xu biết rằng, một số người đã lợi dụng Ngài để thúc đẩy các chương trình nghị sự sai trái của họ. Và vì vậy, Ngài đã cảnh báo rằng, anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt.
sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Thánh Phaolô cũng biết rằng một số sẽ xuyên tạc đức tin Kitô. Tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em. Chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Chúng ta phải nói sự thật đến từ Thiên Chúa và sau đó sống với sự thật ấy. Kìm hãm sự thật dẫn đến xuyên tạc, lầm lạc và đau khổ. Tình trạng tháo thứ tình dục trong thời đại của chúng ta đã dẫn đến những đau khổ khác, những bệnh lây truyền qua đường tình dục, AIDS, nạo phá thai, mang thai ở tuổi vị thành niên, hôn nhân tan vỡ, ly hôn, làm cha mẹ đơn thân, nghiện các nội dung khiêu dâm, lạm dụng tình dục, ngộ nhận về tình dục và suy giảm văn hóa. Kinh Thánh chép rằng, họ gieo gió thì sẽ gặt gió lốc. Anh em đừng có lầm tưởng, Thiên Chúa không để cho người ta nhào báng đâu. Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Nền văn hóa của chúng ta chắc chắn đang gặt hái những tác động tàn phá của cuộc cách mạng tình dục. Như mọi khi, chính những đứa trẻ phải trả giá cao nhất cho những hành vi sai trái của người lớn. Một số người phản đối giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội đã chụp mũ những ai có quan điểm khác với họ là hận thù và cố chấp. Chúng ta là những người có đức tin, phải tuyên bố rằng sự phản đối của giáo hội đối với hành vi đồng tính luyến ái bắt nguồn từ lời Chúa mà chúng ta phải ngoan ngoãn vâng theo. Chúng ta không thể nói và dạy gì khác hơn là những gì Thiên Chúa đã mặc khải một cách nhất quán trong lời Ngài. Chúng ta không bao giờ được phép nói dối người khác hoặc tán thành những thực hành sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hoặc ơn cứu rỗi đời đời của họ. Khẳng định cho rằng một số tầng lớp hoặc một số hạng người nhất định, trong trường hợp này là những người có sức hấp dẫn đồng giới, không thể sống một cách hợp lý theo lời dạy của Kinh Thánh mới chính là một hình thức cố chấp. Có lẽ tốt nhất nên kết thúc bằng một tuyên bố từ sách giáo lý, thể hiện sự rõ ràng về giáo huấn của giáo hội, nhưng cũng yêu thương, tôn trọng những người có sức hấp dẫn đồng giới. Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay nữ cảm thấy bị lôi cuốn tính dục với người đồng phái nhiều hơn với người khác phái. Đồng tính luyến ái xuất hiện trong nhiều thời đại và văn hóa với nhiều hình thức khác nhau. Cho đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tâm thần của hiện tượng này. Căn cứ vào Kinh Thánh vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng, truyền thống hội thánh luôn tuyên bố các hành vi đồng tính luyến ái từ bản chất là thác loạn. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục, cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Đừng quên một số người đã có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Chúng ta phải đón nhận họ với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công. Cả những người này cũng được mời gọi thực hiện ý Chúa trong cuộc sống. Và nếu là Kitô hữu, họ được kêu gọi kết hợp những khó khăn họ có thể gặp phải do hoàn cảnh của mình với hy lễ thập giá của Chúa. Những người đồng tính luyến ái cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Họ có thể là phải cương quyết tiến dần đến sự toàn thiện Kitô giáo nhờ kinh nguyện và ân sủng bí tích.
nhờ biết tự chủ để củng cố tự do nội tâm và nhờ sự nâng đỡ của một tình bạn vô vị lợi. Tôi viết bài này hôm nay với hy vọng rằng anh chị em sẽ không bao giờ sa vào sự lầm lạc của thời đại chúng ta. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Sự chăm sóc một vụ thích hợp cần thiết ngày nay là làm sáng tỏ và củng cố mọi người trong đức tin tông truyền được ủy thác cho giáo hội. Vì mục đích đó, tôi hy vọng anh chị em thấy bài viết này hữu ích. Xin cho tất cả chúng ta, các giáo sĩ và giáo dân, các vị tiên tri qua phép rửa tội, dám nói ra sự thật với lòng yêu mến, bền độ và can đảm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.